Cả huyền Tân Kỳ, trừ các sở y tế cả nước tỷ dù nhẽ hơn chú ăn, hờ công tác canh dịch. Hành mèn ít hơn ăn đầy, quân chú hết hoặc là cán bộ y tế, cơ tàn neo bệnh, bẹt bay ma. Trực trao hờ chú côn chơ ma khảm già, côn hơn hoang côn bệnh, có khư chú y bác sĩ, dù nị. Bệnh viện đa khoa An Phát, dù khối một thiệt trấn Tân Kỳ, ế e nghiên cái, im tánh xương đi công tác phong cảnh dịch COVID-19 cầu năm mươi án dù tỷ tè nó cống hau bệnh viện im hơ hà côn men trực sao xỉ tanh sao chỉ trên đồng hồ cứ ấy đi việc và mới côn pa hau của bệnh viện phải để bọc bay khai báo y tế tương chủ quan cuồng chơi pa ma hóng là côn chơi pa viện cái chơ sẹt môi tô còn hẳn sư cứ im hến đây mi côn men hến pe say tương ấy và mi côn cờ tè vùng dịch tàu má bắn mương tè ni cứ bắn bùn hơ hau phòng kham hơ hạp nhầm thành sân chủ tăng cư thể nì trừ châu yên đi dịch. Tôi đến đây cũng được uh, xét nghiệm covid hai Khói ma nì đầy Và ít xét nghiệm là côn bệnh mi côn hưa nở ma bờ ngoài tăng cụ ìm đầy xét nghiệm. Chú con ma bọc Người sòn cắn bỏm đi hà ca. Đối với bệnh viện đa khoa An Phạt thì bệnh viện vừa tổ chức khám chữa bệnh. Năm bệnh viện đa khoa An Phạt sẽ tăng ọc trước khám chữa bệnh chàng kham sang lọc tè cho hào cổng bệnh viện có nhân trực châu chớ kham quân chủ khoa khư chủ bửa tăng ăn mèn kham sang lọc tè chớ hào cổng mền ăn đầy môi hào nhất công tác phong cảnh covid chip cầu dù mới ban mương dù tây huyền mèn mi sau sóng trạm y tế dù mới xả tăng thịt trấn bỏm năm thành sinh công việc chuyên môn công việc trừ châu khám giá bệnh thành sân chủ việc tiêm chủng khai quang hờ côn dẫn rủ thanh mương chờ nhàm nỉ tất mết mời côn ê y bác sĩ dù mới trảm Nhăng hảo mư hanh mảnh cuống việc ê việc rủ mời mương cách ly y tế bác cái chỗ án nhạc xa mấy án hải hạt tốt còn mời côn cán bộ nhân viên y tế chớ cứ cố gắng ê đi công việc đầy rào Nhăm xéo công việc son bỏ khó ngành y tế đeo cuống chơi nham nỉ mời côn bê việc rủ mương mi dịch tầng mười tỉnh dù kem khờ ỉ ma bản mương men ê hớn nữ hà trả công việc họ mới côn y tế tăng y hơn nọc việc và phải xét môi khử khuẩn dù mấy tỷ cách ly y tế kiểm tra sức khỏe bọc bay mới côn để mani cách ly trạm y tế mới xả im són bọc cởi quan năm cấp ủy chính quyền bản mường tành sân mày ấn pén nọc té nỉ cứ mi tang cư tòng nà năm chủ neo cho và pén nọc dịch bệnh covid siêu cao từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay thì công dân uh... Tại nghiên sau chết bươn sĩ pi sao nghiên sao một hot nỉ, thì sì chu pi nòng tạo mưa xả kỳ sơn mẹn hên ế. E. Cái chơi pan bùn ý mi hốc côn mẹn phải ao cách ly y tế, dù cả tràm. Tràm im ế đi chu quy định quân chơi phong canh dịch. Chú côn ma nỉ có yến chơ, ế đi chu quy định tràm và ọc có khứ quy định quân chơi phong canh dịch hoang bộ y tế. Họt nỉ, lai côn im mít chơi nham cách ly, tăng im, hen khỏe bay mưa trên hỉ mới côn bệnh ma hàm từng giá bệnh dù mới cơ sở y tế tuyến huyện từng trạm y tế mới xa dù tính huyền thân kỳ nhân bị nậu hiến khứ nửng nghiên cầu con đây và miền hiến hải nó và bởi ít ý công tác kiểm soát phong cảnh dịch bệnh nhưng à trà việc vào mấy cơ sở y tế của huyện im hang mưa bay việc bỏm biêng chủ nèo men ấn cần đẹp bẹp bến mưa chủ tỷ cứ tại nỉ tân ma bờ dịch bệnh biển nọc tục tròi côn dẫn yến chớ cho bậc hàm giả bệnh vòng bùn hành mạnh vào năm huyện tân kỳ rồi nuôi dịch bệnh covid siêu